đợi ông già về nè. Con này ngon nè ba. Muốn ăn cay hay không cay? Không cay, cay tiêu thôi đừng. Cuối cùng chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Miền Tây Life. Hiện nay chúng ta sẽ làm một món gà, đó là gà hấp muối hay còn gọi là gà gan muối. Và việc đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị là gia vị ướp. Gia vị ướp của gà hấp muối thì chúng ta gồm là muối, đường, bột ngọt và tỏi. Tỏi thì mình thấy càng nhiều càng thơm càng tốt. Còn về gà chúng ta sẽ làm sạch ha, và chúng ta chéo lại như vậy để chúng ta khi mà bỏ vào nồi nhìn nó gọn và chút xong thì nó nhìn nó đẹp hơn. Nói chung thì gà để gan muối thì các bạn nên lựa gà nó trọng lượng nó khoảng 1 kg tới 1.3 kg, 1.5 kg thôi. Con gan muối 2 con đi. Các bạn đừng nên chọn những con gà quá to, vì những gà quá to thì hấp nó sẽ rất là lâu chín, và nó cũng như là mình ướp nó sẽ khó thấm hơn những con gà nhỏ và nó cũng không ngon bằng đâu. Rồi phần tỏi ấy, thì chúng ta sẽ đập dẹp như thế này, đập dẹp thế này để chúng ta trộn với cái gia vị là gồm muối tiêu, tỏi và bột ngọt lúc nãy. Chúng ta trộn vào đó và chúng ta sẽ xác lên vào con gà và để khoảng là theo mình là 15 đến 2 phút hay nửa tiếng thì tốt, để lâu thì nó thấm nhiều hơn thôi, để cho thấm với con gà và sau đó chúng ta sẽ đem hấp. Mà cái này có thể nói là chính xác là gan hơn là hấp, vì hấp thì mình nghĩ là phải có nước ở dưới, còn cái này mình sẽ lót toàn bộ là muối và không có nước, không gì các bạn chỉ lót muối ở dưới thôi và để con gà ở trên, và chúng ta lót một miếng lá chuối ở giữa để cái hơi nóng và muối nó sẽ làm chín con gà, chứ chúng ta sẽ không đổ nước vào. Muối cục, rồi tiêu, rồi đường, miếng bột ngọt, tỏi, bằm nhuyễn ra ướp con gà khoảng 15-20 phút, bỏ lên nồi hấp, gan muối, đổ lớp muối, để lớp lá chuối lên, rồi lấy cái lớp lá chuối đẩy con gà lên, chùm than kêu kêu từ từ rồi xong. Bằm nó nhuyễn. Cái này khỏi cần muối nhiều, muối vừa vừa thôi, tại vì mày gan muối có độ mặn rồi. Mày làm này xong rồi đi rồi đắng, mày cắt hai tàu lá chuối được không? Được. Là ông bữa trước đó, bữa trước đó cái ông của mình đó, mày trước có lá chuối hả? Ủa, chỗ nhà mày đi lỡ chút đó thấy không, lá chuối ướp chưa con này xấu quá. Cứ còn kia trước kìa. Cái tiền nó nóng, nó cay. Và để cho con gà thịt nó nhanh thấm hơn á, thì mình sẽ gạch, lấy dùng dao chúng ta gạch những cái phần mà có thịt dày như là đùi, hoặc là những cái phần nào thịt nó nhiều á, nó dày á, thì các bạn gạch một đường nhỏ để khi chúng ta ướp á, thì sẽ nhanh thấm hơn. Lúc này dày nè, nó ngon con gà. Oh,
để tăng thêm độ cay thì mình có thể bỏ thêm tiêu hoặc ớt. Cái này thì mình khuyên các bạn nên bỏ tiêu đi, vì cay của tiêu nó cay vừa phải, rất là dễ ăn, và hơn nữa tiêu nó rất là thơm. So với các bạn bỏ ớt thì mình bỏ tiêu nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rồi xong rồi ướp gà 15 phút sau. Ấy nó chú lúc rồi. Quay về mốt coi tự làm khỏi cần nhờ. Ha. Rồi xong rồi. Rồi là để cắt hai đầu lá chuối đi. Hai lá chuối hả? Cắt lá chuối đi, 15 phút sau rồi cái lên quay tiếp. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái lá chuối để mình đốt vào. Thì ở dưới quê mình thì lá chuối là không phải là khó kiếm, đi một vòng là kiếm được thôi. Quan trọng các bạn kiếm những cái lá nào nó hơi già một tí nha. Nếu cái lá non quá thì cũng được thôi, nhưng mà sợ cái lá non á sẽ bị chua con gà chúng ta, nên kiếm những cái lá già thôi. Những cái lá già già nó xanh, màu xanh hơi sậm á. Quá chặt cái này. Lá này các bạn cắt dư ra một tí, để chút mình có thể dư cái phần dư á mình thể lót ra để mình lót lên cái dĩa, mình đổ con gà lên nhìn rất là đẹp. Lá chuối thì các bạn canh các bạn cắt ra vừa với cái nồi của các bạn nha. Bạn cắt khúc ra và đương nhiên là phải rửa sạch rồi. Cắt khúc ra và rửa sạch. Đây của mình sẽ cắt ra như thế này. Lá rất là xanh, rất là đẹp. Và tiếp theo chúng ta sẽ lót một cái lớp muối ở phần dưới. Các bạn lưu ý là muối cục nha. Rồi muối ớt rồi lót không được đâu. Muối cục lót ở phía dưới. Bỏ muối vô. Nó một lớp ở dưới thôi. Muối cục. Sau đó chúng ta sẽ lót một lớp lá chuối lên. Lót lá chuối lên như này, giáp cái nồi. Đó, chúng ta sẽ bỏ con gà vào trong là lớp lá chuối này. Khi chúng ta nấu lên thì cái lớp muối dưới nó sẽ nóng, sẽ làm cho con gà chín. Việc chế biến như thế này sẽ làm cho vị ngọt con gà được giữ lại toàn bộ. Và ăn như thế này sẽ rất là ngon. Sau khi chúng ta đã lót lá chuối ở phần nồi xong, chúng ta sẽ cắt thêm một lớp lá chuối nữa. Chúng ta sẽ lót ở phần trên của chiếc nồi và lót bít lại như thế này. Đây, vậy là xong. Cắt kìa. Xong. Để đặt đây coi. Cuối cùng thì món gà của chúng ta cũng hoàn thành rồi. Mùi rất là thơm. Ta sẽ gắp gà, bỏ ra dĩa. Chúng ta lót một cái miếng lá lên. Đó, dĩa nhìn rất đẹp ha. Một con gà.
Tuy nhiên thì gà nấu kiểu này á, cái nồi nó sẽ bị khét hết, nên khét cái dưới đáy hết. Nên các bạn lấy cái nồi nào mà nồi cũ cũ á, các bạn nấu cái này ha. Và nếu như nhà của bạn có nồi đất á, thì càng tốt, các bạn lấy cái nồi đất đó các bạn nấu. Hoặc là các bạn nấu một cái nồi nào các bạn bỏ luôn để các bạn nấu cái món này thôi. Chứ để chùi rửa cũng như là ấy thì cực cực lắm. Các bạn bỏ luôn cái nồi để nấu chiên gà này thôi. Cái nồi đó thấp xét kẹt hết trơn. Nè quay vô bà hai kìa, quay trực tiếp cho bà. Trơn lấy gì đâu mà gà. Gà ngon quá này, hỏi là ai ăn không? Bà cầm thêm cái nữa. Nè. Và đây là món gà của chúng ta. Nhìn cực kỳ là hấp dẫn luôn á. Gà này chúng ta ăn với là cơm trắng và muối tiêu. Cái này chúng ta bóc nó sẽ ngon hơn là chúng ta ăn. Chúng ta xé và bóc cơm với muối tiêu. Rồi leo lên. Ngon quá ha. Ngon hả? Duy Dung làm ngon không? Nhìn con gà luôn này, lắc con gà lên giữa. Lắc con gà lên. Chị. Mày biết con gà. Này dưới đang thu rồi. Tiêu đó. Dung quay gà mày ướp tiêu quá trời. Có kêu tiêu nhiều đó ăn. Có tiêu đó đem phụ bụng gà. Kêu tiêu nhiều nó ngon. Gì ăn ngon. Nó kêu thơm. Làm tiêu quá. Nó kêu thơm con gà. Tiêu tùng. Bạn đi tôi quay tôi tắt. Mày cái ngày mai đi lên bạn vài cho chân ngủ bé nó ăn đâu nó ngủ rồi nha. Ăn ngự con gà. Ngủ quá bỏ tiền ra. Và video về món gà hấp muối này đến đây kết thúc ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Kilo, gà 320.000 đó. Con gà này 150 đó. Kilo mốt à, vốn hết à, kilo vốn 100.000. Tiền bằng nữa 120. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.